em chưa từng nuôi đính chó mèo đâu, nhưng mà tình cờ một lần có được anh bạn người yêu tặng một con thú cưng, thì sau nuôi một bạn đấy thì bắt đầu từ lúc đấy mình có niềm đam mê về chó mèo. Và khi mình nuôi được con đến con thứ hai, mình bắt đầu mất khá nhiều khoản chi phí cho chúng nó đi làm đẹp. Hồi đấy ở hiện tại ở Hà Nội đúng duy nhất có một shop nhà nào tiên sinh ở khá là xa, ở đây khá xa ở trung tâm, thì cứ tuần nào em với cả em cũng phải đưa hai đứa đấy xuống đi làm đẹp, mất chi phí khá là cao. Thì em mới chợt nảy ra ý tưởng là hay quá, tự nhiên có một dịch vụ làm đẹp cho chó mèo bên đấy. Thế là em tìm tòi trên mạng thì em mới biết được là ở các nước khác ấy, người ta có dạy. Thì em mới tham khảo ở bên Thái, bên Thái Lan, với cả bên Malaysia và bên Trung Quốc. Thì em tham khảo thì thấy ở bên Trung Quốc là nó có thể thịnh hành về cái bán như thế. Thì em bắt đầu đăng ký học vào tháng 8, thì em quyết đi luôn. Thì công việc này thì mình cần kiến thức tính nhẫn nại nhỉ? Thực ra tại vì nhiều khi có những lúc gặp những bạn rất là dữ. Bản thân mình cũng đã từng bị cắn. Khi bị cắn thì theo phản xạ mình sẽ đánh cún. Nhưng mà nếu mà mình làm thế sẽ tạo áp lực cho cún. Nên mình thay vì cái hành động đánh, mình phải dỗ dành, mình vuốt ve thì nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình như thế nào. Trong pháp thú cưng thì có bên mình rất là nhiều dụng, là có thể cắt móng này, vệ sinh tai này, lông tạo kiểu theo chủ yêu cầu và nhuộm lông. Ngoài ra có thêm cả dịch vụ sơn móng, gắn móng giả để tạo màu mè cho đôi chân và cún trên tiên yêu. Bên mình có bán thêm cả kiếm tóc cho cún cưng này, vòng cổ nơ cho cún này, vòng ngọc trai này, được trải lông này, xương gọng, canxi, giúp bổ sung canxi cho cún này. Và đây là đồ chơi cho thú cưng, con vật là phát ra tiếng kêu này. Thêm nữa là con giày lông đấy rất xinh thú cưng này. Ở đây là mịn mịn đấy cho thú cưng. Mình còn kéo thêm cả quần áo này, váy vóc, quần áo rất xinh cho cả cún đực lẫn cún cái. Có rất nhiều mẫu mã. Ngoài ra thì mình còn có thêm những túi sách để bắt túi để cho túi cơm để mang đi chơi này.